Samsung đã bắt đầu nghiên cứu về 6G. Theo tờ Korea Hero, một đại diện của Samsung hôm thứ Ba, ngày mùng 5 tháng 6, cho biết công ty đã bắt tay vào nghiên cứu công nghệ mạng viễn thông thế hệ thứ 6, hay còn gọi là 6G, tại một trung tâm R và mới được thành lập, thuộc khu vực phía nam Seoul. Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc cũng đã tăng cường đội ngũ nghiên cứu viễn thông hiện tại, còn gọi là Samsung Research, để chuyển sang dự án mới, trong bối cảnh hãng đã nghiên cứu thành công 5G và bước đầu đi vào ứng dụng công nghệ này. Nhóm nghiên cứu hiện tại của Samsung về các tiêu chuẩn công nghệ viễn thông đã được mở rộng và bắt đầu tập trung nghiên cứu về mạng 6G, một phát ngôn viên của Samsung cho biết. Dẫu vậy, sẽ còn phải mất nhiều năm nữa thì 6G mới thực sự trở thành một khái niệm rõ ràng, khi mạng 5G khi ấy đã trở nên phổ biến và được ứng dụng rộng rãi. Cùng với 6G, đội ngũ Samsung Research sẽ chịu trách nhiệm tiến hành nghiên cứu, phát triển, R và D, về trí tuệ nhân tạo và robot. Trước đó, một số tập đoàn công nghệ lớn tại Trung Quốc, và thậm chí Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, MIIT, cũng xác nhận rằng họ đã bắt tay vào nghiên cứu về 6G. Nguyễn Nguyễn Theo Korea Herald,